Chào mọi người, hôm nay mình sẽ lấy một đầu đen trên mũi cho mọi người xem. Nào nó chờ xí chạy xong chờ. Thank you.
thì everyone thought my dream. Người đang đào tác luôn. Cái này hay học ở nhà. Vì nhìn thấy vô chỗ cái xe nè, cái xe nó vào nó không làm hơn đâu biết đâu đâu chữ thì nó à những người hãy giới thiệu cho toàn nó nhãn mạc này là ngứa này. Dạ. Cái tuổi lớn là nó đấu loạn hết cái tiếng này. Mồ hôi vậy đó. Nó xanh là cái màu đá này, cái trẻ nó có bì mái đâu. Nói là cái mùi vậy đó. Nên mua này ông thanh miếu gì
tè rồi cho 150 cái phong bì. Thêm nữa ha. Cho thêm nữa đi cho. Không thể rửa tôm muối này chạy vào. Tài trợ tôi bỏ cả đống tiền ra, tôi mua luôn được. Cảm ơn thêm tài trợ. Bảy mươi à. Đúng rồi, nhưng mà cái mặt em nghĩ dưỡng đó. Dưỡng thì em dùng mỹ phẩm bị với mỹ cảm cháy. Thì trước đây em dùng, em tưởng sữa mặn không dưỡng hả? Cái gì mà dưỡng được đâu, nhưng mà cái dưỡng kem thì dừng kem. Còn dưỡng sữa mặn thì dừng sữa mặn. Em dùng em biết chứ chị đã có biết em dưỡng cái chi. Mình dùng mình biết mình dưỡng cái chi thì mình dừng. Xíu à, thu tiền Hương bớ đưa cho bá đâu mà. À đang là tiếp tiền. Đó vậy nó sữa mạt cứ cẩm cậy vậy nè. Còn cái gì chỗ ba ngàn này đi ăn biết ăn à, nhưng mà đưa đi đâu nhân còn cái gì nào cho tề nha, cho tề đi đó hư và đi nào lúa trái biết bôi vô nam để chưa đi nam đấy. Cái buổi chiều của mình bắt lâu á không cho đi nào cũng vô và đóng đâu, cái làm tôi sáu mấy là tao mua gần sang rồi vô mình nè
đi bà nào. Nào này đi cho cháy nha mọi người gió. À. Cứ từ đi bà nào sao mọi người gió kinh khủng. Làm thêm hả? Đấy làm tiền không? Mà là đông lắm chị, tết dân hàng ở đây ghê lắm. Dạ, dân hàng ở đây tết kìa. Bên này là Hàn Quốc nhiều. Nên đó. Mà đi bên nào ớn đi hồi. Con chị đi vừa mới đi rồi. Em nhớ em đi năm rồi em đi ba lần rồi đó, đi toàn là chờ đi 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 quần quần chặt mày bà nà thì ở xa tới mình dẫn đi chứ mình đi hồi mình ở. Cái chỗ chân mà để hái cho em hả? Hả? Nhíu mở nhãn đi ra. Hả? Nó không ở trong máng được đâu. Cô Nguyên ra ra để học nghe, lo mà học nghe thì được. Rồi đó nó học nó đỡ không nổi đâu. Ra thì được, học nghe ngoan ngoãn đoan hoan cho nó ở chứ có chuyện gì đâu. Dọn phân dọn rửa sạch sẽ là ở. Không đưa hoan ta đuổi đi luôn. Ở mẹ ở đâu nậu nó ở với cô thì con ở mẹ cho biết cho mẹ biết không trời không có cho đi học rồi đâu học lắm chứ nữa học nghe thôi nó không có học được học làm cái chi đi qua giáo dục thường xuyên gì có hư thêm biết làm chi. Thank you everyone for watching my video. Bye bye.